Ui, nhìn lạ quá. Đang Liêu, đây ta hỏi. Dạ, Phu Hoàng gọi gì con ạ? Bánh này là bánh gì đây? À, đây là bánh chưng ạ. Còn đây là bánh dày ạ. Thế ý nghĩa của hai loại bánh này là gì? Bánh chưng là tượng trưng cho đất ạ. Thế còn cái này? Bánh dày là tượng trưng cho trời ạ. Wow. Hai loại bánh của con thật là ý nghĩa. Ừ. Hôm nay Hồng Anh sẽ kể cho Thùy Giang và Đại Nghĩa nghe về một sự tích bánh chưng bánh dày. Ừ. Như Đại Nghĩa và Thùy Giang đã biết thì bánh chưng là tượng trưng cho đất và bánh dày là tượng trưng cho trời. Và cả hai loại bánh này đều làm từ gạo nếp. Đây là loại bánh có truyền thống lâu đời của dân tộc ta và cũng là truyền thống hiếu kính với tổ tiên. Bây giờ Hồng Anh sẽ kể cho Thùy Giang và Đại Nghĩa nghe câu chuyện này nhé. Xưa kia vào đời Hùng Vương thứ 6, sau khi diệp loạn giặc Ân, vua Hùng cảm thấy mình đã tuổi cao sức yếu nên có ý định muốn truyền ngôi báu. Ngặt nỗi, ông lại có đến 20 người con trai. Ui. Chúng con kính chào Phụ Hoàng Mẫu Hậu ạ. Tạ miễn lễ. Tạ ơn Phụ Hoàng. Dạ, hôm nay Phụ Hoàng cho gọi chúng con đến có việc gì ạ? Ta tuổi đã cao, sức yếu rồi, việc nước còn nhiều. Ta muốn chọn một trong số các con để truyền lại ngôi vua. Người nối ngôi vua không chỉ tài giỏi mà còn phải có tấm lòng nhân hậu, bao dung. Tết sắp đến rồi, con nào bày ra mâm cỗ ngon nhất, ưng ý nhất, ý nghĩa nhất thì ta truyền ngôi cho. Con lạy Phụ Hoàng ạ. Bãi triều. Dạ, chúng con xin cáo từ ạ. Các hoàng tử hào hứng về nhà chuẩn bị của ngon vật lạ, người lên rừng, người xuống biển. Hết ở đâu nghe nói có vật ngon của lạ là họ tìm bằng được. Chuyện hay nhỉ? Chẳng quản ngại xa xôi, trong khi ấy chỉ có người con trai thứ 18 của vua Hùng, Lang Liêu là lẻ loi hơn cả. Chàng mất mẹ từ sớm, lại hiền hậu nhân từ, sống đạo đức từ bé, ít sống dựa vào bổng lộc vua ban nên nhà cửa đơn sơ giản dị. Ông lo lắng không biết phải làm cỗ sao cho phải. Ngày tuyển chọn sắp đến gần mà Lang Liêu vẫn chưa nghĩ ra món gì xứng đáng để dâng lên vua cha. Đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Lang Liêu ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ có một vị thần đến bảo: ông là ai ạ? Ông là vua Nai. Con này, trong trời đất không gì kín bằng hạt gạo là thức ăn nuôi sống con người chúng ta. Con hãy lấy gạo nếp ra làm bánh hình tròn tượng trưng cho trời, làm bánh hình vuông tượng trưng cho đất, lấy lá bọc ngoài đặt nhân trong tượng hình cho cha mẹ sinh thành. Vâng ạ, con cảm ơn ông Bụt ạ. Hình như mình vừa nằm mơ gặp ông Bụt xong. À, mình nghĩ ra cách rồi. Lang Liêu tỉnh dậy thì lấy làm vui mừng lắm, bèn làm ngay theo lời thần dặn, chọn gạo nếp thật ngon để làm vỏ bánh vuông tượng trưng cho đất, đặt nhân đỗ xanh, thịt lợn bọc lá rong bên ngoài, sau đó bỏ vào nồi chưng chín gọi là bánh chưng. Vì vậy nên có món bánh chưng đấy các cậu. Vậy là có biết bánh chưng được làm từ gì đúng không? Em có thích bánh chưng không? Dạ. Để chị đọc tiếp nhé. Tiếp đến, ông giã xôi thần nhuyễn là nhân đỗ xanh để làm bánh tròn tượng hình trời gọi là bánh dày. Đó các cậu thấy đấy, ngày xưa bánh dày được làm bằng nhân đỗ, còn ngày nay người ta cho thêm bánh chay và ăn kèm với giò chả, thế rất là ngon. Tớ rất thích ăn món đấy luôn. Em thấy. Nghe tớ đọc tiếp nhá. Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Nào sơn hào hải vị, nhiều của ngon vật lạ đều được dâng lên vô cùng đẹp mắt. Mời các hoàng tử vào triều. Chúng con kính chào.
Ủa, sao chưa thấy Lang Liêu về các con? Ờ nhỉ. Ủa, giờ này quan trọng thế này mà chưa đến. Thế thì thi thố gì? Đúng rồi. Kiểu này thì chẳng lẽ ca sẽ thắng luôn. Chắc gì? Đồ em ngon hơn. Đồ anh ngon hơn. Đồ em. Đồ anh ngon hơn mà nhìn thế này mà bảo đồ anh ngon hơn. Nhìn đồ anh. Nhìn đồ anh à. Các con trật tự. Đứng đâu? Xuống bên level ta. Cái này cũng ngon đấy. Ừ, trông cũng được đấy. Sao Lang Liêu mãi chưa đến thế nhỉ? Đây là Lang Liêu ngủ quên nhỉ? Dạ. Thưa phụ hoàng mẫu hậu, con đến muộn ạ. Sao Lang Liêu con đến muộn thế? Dạ, thưa phụ hoàng mẫu hậu, con phải làm xong món bánh này ạ. Ui, cái đi lại nhỉ? Chưa thấy bao giờ. Đến đâu? Mang lên vào đến đây. Ui thơm quá. Ui nhìn lạ quá. Lang Liêu, đây ta hỏi. Dạ, phụ hoàng gọi gì con ạ? Bánh này là bánh gì đây? À, đây là bánh trưng ạ. Còn đây là bánh dày ạ. Thế ý nghĩa của hai loại bánh này là gì? Bánh trưng là tượng trưng cho đất ạ. Thế còn cái này? Bánh dày là tượng trưng cho trời ạ. Wow. Hai loại bánh của con thật là ý nghĩa. Ừ. Cho em thử xem. Ui, khá là ngon. Hoàng hậu ăn thử đi, rất là ngon luôn. Ngon nhỉ? Uầy, bánh trưng gì, bánh dày cái gì, ngon nhỉ? Thấy thế. Chắc anh nhìn mình thua sao? Em thấy thế, của nó mình ngon lắm. Đúng. Lang Liêu, lấy bánh trưng cho ta. Dạ, chờ con một tí ạ. Dạ, con kính mời phụ hoàng ăn thử bánh trưng ạ. Ừ. Wow, thơm quá. Con mời mẫu hậu ạ. Ừ. Ồ. Wow. Nhìn lạ thế nhỉ? Ừ. Có nếp này, đỗ, thịt. Ui. Rất là ngon. Vậy hả? Để thiếp ăn thử. Lần đầu tiên ăn được cái thử bánh ngon thế này. Bánh này ngon thật. Ừ. Thôi Lang Liêu về chỗ đi. Trong số các món ăn của các hoàng tử mà dâng lên, đó là món bánh của Lang Liêu ngon nhất, ý nghĩa nhất. Đây, chuyển ngôi cho Lang Liêu. Dạ, con tạ ơn phụ hoàng mẫu hậu ạ. Cũng kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán thì dân chúng làm bánh trưng và bánh dày để cúng tổ tiên và trời đất. Truyền thông đó còn lưu truyền đến mãnh đến ngày nay. Wow, chuyện hay quá. Câu chuyện bánh trưng này, bánh dày này thật là có ý nghĩa đúng không các cậu? Ừ. Vậy là qua sự tích bánh trưng bánh dày thì chúng mình đã biết đến nguồn gốc của bánh trưng và bánh dày và biết tại sao mà người ta hay cúng ông cha tổ tiên bằng bánh trưng bánh dày. Ừ. Chuyện hay à? Wow, hôm nay tổng kể hay quá. Ừ. Đấy cũng rất là hay luôn. Lần sau tớ sẽ kể thêm nhiều câu chuyện cổ tích nữa cho các cậu nghe. Ừ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi sự tích bánh trưng bánh dày đó không anh kể. Và bây giờ chúng mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Mọi người hãy ấn like nhé. Và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình. Bây giờ tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.